biết là trong buổi học trước thì các bạn đã học về các bài toán tính giới hạn. Thì hôm nay trong buổi học này, đầu tiên chúng ta cùng đến với một bài toán là tính giới hạn y bằng lim x tiến tới vô cực của cái hàm số là x trừ căn bậc 3 của x lập cộng x bình phương cộng 1. Các bạn biết là ở bài toán tính giới hạn thì đầu tiên chúng ta kiểm tra giới hạn này. Mặc dù ở đây x tiến tới vô cực, chúng ta vẫn có thể thay vô cực vào kiểm tra cái dạng của nó. Ở biểu thức đầu tiên, x này là vô cực các bạn. X này là vô cực. Rồi biểu thức trong căn bậc 3 này, x mà ở vô cực thì chúng ta sẽ quan tâm tới cái x với số mũ cao nhất ở đây là x lập phương. X lập phương ở đây sẽ tiến tới vô cực. Thì cả cái biểu thức trong căn bậc 3 này, x lập cộng x bình phương cộng 1 sẽ cũng ở kết quả là vô cực. Và căn bậc 3 của vô cực cũng là vô cực. Vô cực này không phải là một số nào cụ thể, nên cái vô cực trừ vô cực là vẫn chưa xác định được kết quả bao nhiêu. Chúng ta gọi nó là dạng vô định, vô cực trừ vô cực. Thì dạng vô định, vô cực trừ vô cực này không có nghĩa là không có kết quả hữu hạn, mà kết quả của nó chúng ta sẽ tính được bằng cách biến đổi thích hợp cái giới hạn của bài ở đề bài này. Thì bây giờ trong phần lời giải, chúng ta sẽ tìm hiểu cách biến đổi để tính cái giới hạn dạng vô cực trừ vô cực mà lại có chứa căn bậc 3. Các bạn cùng theo dõi lời giải. Với dạng này chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nhân và chia với cái biểu thức. Biểu thức này gọi là liên hợp với căn bậc 3. Ta cần ghi nhớ cái hàng đẳng thức. Các bạn ghi nhớ cái hàng đẳng thức là A trừ B nhân với A bình phương cộng AB cộng B bình phương sẽ bằng là A lập phương trừ cho B lập phương. Tương tự hàng đẳng thức này là có một trường hợp nữa là ở đây là A cộng B. Còn ở khúc bình phương thiếu này là A bình phương trừ AB cộng B bình phương. Thì hàng thức này là A lập cộng B lập phương. Như vậy chúng ta ghi nhớ hai cái công thức hàng đẳng thức này nha các bạn. Bây giờ giới hạn ban đầu là... Rồi ban đầu các bạn thấy là chỉ có cái x trừ cho căn bậc 3 của x lập phương cộng x bình phương cộng 1. Thì chúng ta sẽ đem nhân biểu thức này với cái liên hợp của nó. Với biểu thức. Tức ở đây là các bạn nhìn ở đây. Đây các bạn xem là A, cái căn bậc 3 này các bạn xem nó là B. Thì có A rồi có B. Thì cái A bình phương ở đây A là x, thì A bình phương là x bình phương, đúng chưa các bạn? Rồi sau đó cộng với AB khúc này, AB ở đây là gì? Đây là A, còn cái này là B. Như vậy AB là x. Rồi B chính là cái căn bậc 3. A của x lập cộng x bình cộng 1. Đó là cộng cái biểu thức thứ hai là AB. Rồi các bạn hiểu được không? Cộng tiếp với B bình phương. Thì đây là B đúng không? Thì B bình phương. Có thể bình phương của B là bình phương ở đây. Như vậy các bạn có đầu tiên đề bài mới chỉ có biểu thức là A dạng A trừ B. Thì ta nhân thêm với A bình phương cộng AB cộng B bình phương. Mục đích của nhân thêm là để các bạn rút gọn thành hàng theo hàng đẳng thức là A lập phương trừ B lập phương. Thì ở cái biến đổi biểu thức này chúng ta nhân thêm với A bình cộng AB cộng B bình. Ở mẫu số các bạn cũng phải nhân thêm, các bạn phải chia đi. Đây là cái đã nhân thêm ở tử số thì trên mẫu số chúng ta cũng phải thêm nó vào. A bình phương cộng AB cộng B bình phương. Rồi từ đó cái giới hạn chúng ta thu được, chúng ta rút gọn cái tử số đi. Cái tử số này là có dạng A trừ B, đây là A trừ B. Rồi nhân với A bình cộng AB cộng B bình. A trừ B nhân với A bình cộng AB cộng B bình.
thì nó bằng a lập trừ b lập. Vậy a ở đây là x, vậy a lập là x lập. Ok, b lập phương, b là biểu thức căn bậc 3, căn bậc 3 lập phương lên thì bạn bỏ căn bậc 3 đi. Như vậy các bạn hiểu bước biến đổi này. Đây là tử số ở bước trên, a trừ b nhân với a bình cộng ab cộng b bình. Thì ở bước tiếp theo là tử số rút gọn lại thành a lập trừ b lập. A là lập là x lập phương. Còn biểu thức b lập phương lên là bỏ căn bậc 3. Và chú ý là trừ cho b lập là trừ cho cả cái x lập phương cộng x bình phương cộng 1. Các bạn phải để x lập cộng x bình phương cộng 1 này trong dấu ngoặc. Bây giờ đến bước này thì chúng ta rút gọn. Các bạn rút gọn cái x lập trừ cho mở ngoặc x lập phương cộng x bình phương cộng 1. Chúng ta phá dấu ngoặc thì nổi dấu các số hạng phía trong. Dấu các số hạng phía trong này. Từ đó rút gọn ở đây sẽ có x lập trừ x lập hết. Vậy các bạn sẽ bỏ x lập phương này đi. Vậy tử số chỉ còn lại là bình trừ x bình phương trừ 1. Tử số chỉ còn lại như vậy. Rồi các bạn hiểu được đến bước này chưa? Bài này đến đây là dạng thì các bạn thay vô cực vào thì tử số khi x ở vô cực này thì trừ x bình phương trừ 1 này cũng là vô cực. Đó chính là vô cực, tử số là vô cực. Còn cái mẫu số này khi x ở vô cực thì x bình phương là vô cực. Với biểu thức x nhân căn bậc 3 của nhân căn bậc 3 của x lập phương cộng x bình phương cộng 1 này cũng là vô cực. Và cái biểu thức căn bậc 3 này bình phương lên khi x ở vô cực thì nó cũng là vô cực. Nên mẫu số ở đây vẫn là vô cực. Đó là dạng vô định vô cực trên vô cực. Thì với dạng vô định vô cực trên vô cực thì các bạn ghi nhớ một cái quy tắc với vô cực, đó là có 1 trên vô cực thì bằng 0. Bây giờ cái biến đổi tiếp theo là cái giới hạn dạng vô định vô cực trên vô cực này. Thì thầy sẽ biến đổi làm sao mà xuất hiện dạng công thức là 1 trên vô cực bằng 0 hay là một số cụ thể trên tử số này chỉ cần là một số hữu hạn cụ thể. Thì a chia vô cực sẽ bằng 0. Trên tử số này thầy sẽ đặt x bình phương ra ngoài. Khi đặt x bình phương ra ngoài thì ở phía trong x trừ x bình này và lúc x bình rồi chỉ còn trừ 1. X bình lấy ra ngoài. Còn cái trừ 1 này mà là lấy x bình ra rồi thì phải là nhân với trừ 1 trên x bình phương. Đây là rút gọn trừ x bình trừ 1 thì sẽ bằng là x bình phương nhân với trừ 1 x bình phương. Rồi bây giờ mẫu số biến đổi lần lượt như sau, các bạn theo dõi ký chỗ này. Rồi khúc ở mẫu số này thầy biến đổi lần lượt, đầu tiên là trong căn bậc 3. Trong căn bậc 3 này chúng ta thấy là cái đa thức này có x lập phương là bậc cao nhất. Thầy đặt x lập phương ra ngoài, lấy x lập phương ra ngoài, đặt ra ngoài trong biểu thức căn bậc 3 này thì sẽ nhân tiếp với là gì? 1. Rút x lập ra rồi thì còn lại là 1 trên x. 1 mà rút x lập ra thì nó là 1 trên x lập phương. Ai hiểu được khúc này không các bạn? X lập nhân với 1 cộng 1 phần x cộng 1 phần x lập phương. Thì đấy chính là biểu thức x lập phương cộng x bình phương cộng 1. Tương tự như vậy ở đây cũng vậy. Chúng ta biến đổi tiếp ở dòng tiếp theo. Bây giờ các bạn lấy căn bậc 3 mà các bạn đưa ra ngoài căn. Căn bậc 3, ví dụ như căn bậc 3 của x lập phương thì chính là bằng x đúng không các bạn? Căn bậc 3 của x lập phương là bằng x.
Như vậy x lập phương này nằm trong căn bậc 3, chúng ta đưa nó ra ngoài căn, chúng ta xóa cái này đi, đưa nó ra ngoài căn, và căn là còn lại x. Trong căn chỉ còn lại là 1 cộng 1 phần x cộng 1 trên x lập phương. Tương tự như vậy, ở biệt thức này, x lập phương này chúng ta cũng đưa nó ra ngoài căn, nó nằm trong căn bậc 3, ta đưa nó ra ngoài căn. Ta đưa nó ra ngoài căn, nó ở chỗ này. Như vậy, đang biến đổi tử số chúng ta đang biến đổi đến bước này. Rồi các bạn rút gọn lại ở đây, x mà nhân x thì bằng gì các bạn? X nhân x là x bình phương, đúng không? Rồi cái x này là nó nằm ở trong dấu ngoặc này, là dấu ngoặc lớn này các bạn. Dấu ngoặc lớn này nó nằm trong bình phương. Thì các bạn đưa nó ra ngoài dấu ngoặc thì là đây là x bình phương. Bây giờ đến bước này các bạn thấy ở tử mẫu số là có ba tổng ba số hạng. Đây là số hạng thứ nhất. Đây là số hạng thứ hai và đây là số hạng thứ ba. Chúng ta nhìn thấy là cả ba số hạng này đều có chứa x bình phương. X bình phương, x bình phương. Vậy các bạn sẽ đặt x bình phương của cả ba số hạng này làm thừa số chung. Thế vậy chúng ta đặt x bình phương chung đi. Còn lại một. Cái thứ hai, x bình phương lấy đi rồi, bỏ đi, bỏ ra ngoài rồi. Cái thứ ba cũng vậy. Cái thứ ba cũng vậy. Tất cả này nằm trong dấu ngoặc. Thầy đã đặt x bình phương ra ngoài. Rồi đến đây thì các bạn thấy là như thế nào các bạn? Trên tử số có x bình phương, mẫu số cũng có x bình phương này. Tử có x bình phương, mẫu x bình phương. Hai cái này giống nhau, chúng ta triệt tiêu đi. Ta gạch nó đi, thầy gạch nó đi. Mẫu số cũng gạch x bình phương. Đây không cần thiết phải biết dấu ngoặc nữa, ta bỏ dấu ngoặc đi. Khúc này cũng vậy. Bây giờ đến giới hạn này thì các bạn thay cái x tiến tới vô cực. Chúng ta ở đâu có x bình phương là vô cực. X là vô cực. X lập này là vô cực. Và 1 mà chia cho vô cực là bằng bằng 0. Vậy tử số là tử số là trừ 1, mẫu số cộng lại căn bậc 3 của 1 là bằng 1. Nên mẫu số ở đây là mấy các bạn? Là 3. Đây là kết quả của bài toán chúng ta. Bài toán đã giải xong.